Vạn sự do tâm, thông qua sự gán đặt tên gọi. Mọi sự đều xuất phát từ tâm. Bất cứ việc gì cũng đều do tâm tạo tác. Khi 100 người nhìn ngắm một người, thì mỗi người đều thấy người đó khác nhau. Một số người thấy đẹp, những người khác thấy xấu, có người thấy không đẹp cũng không xấu. Những ý kiến khác biệt đó xuất phát từ tâm của những người quan sát. Đối tượng xuất hiện trước mắt chúng ta trông như thế nào là do tâm của chúng ta, chứ không phải từ phía đối tượng. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta quan sát đối tượng, cách chúng ta diễn giải nó, gán đặt tên gọi, tức là định danh cho nó. Mọi sự xuất phát từ tâm, hay là vạn sự do tâm, đây là nguyên tắc cơ bản của Đạo Phật. Nhưng các nhà khoa học phương Tây ngày nay cũng đồng ý rằng ngay cả sự hiện hữu của một nguyên tử cũng liên quan đến tâm của người quan sát. Mọi sự đều là tạo vật của tâm, kể cả bản thân tâm đó. Vì mọi sự xuất phát từ tâm, nên tâm chính là yếu tố căn bản của việc chữa lành bệnh tật. Cũng như giáo lý nhà Phật, các sách y học của Trung Hoa và Tây Tạng đều giải thích rằng tất cả mọi bệnh tật xuất phát từ tâm, và xem như bệnh tật có liên quan đến ba vọng tưởng cơ bản là vô minh, sân hận và tham lam. Cội nguồn đích thực của bệnh tật và của các đau khổ khác nữa chính là vô minh, đặc biệt là vô minh không nhận biết được thực tại tối hậu của các hiện tượng. Để chữa lành không chỉ bệnh tật mà còn là tất cả khổ đau, và để chúng ta không còn phải trải qua khổ đau lần nữa, chúng ta cần phải chữa trị những nguyên nhân của khổ đau vốn nằm trong dòng tâm thức tương tục của ta. Chúng ta phải chấm dứt hoàn toàn các hành vi do vọng tưởng thúc đẩy, kể cả bản thân các vọng tưởng và hạt giống của vọng tưởng. Thuốc mà chúng ta dùng để trị bệnh là thực chứng tánh không, bản chất tối hậu của mọi hiện tượng. Đây là lý do tại sao sự liễu ngộ tánh không là rất quan trọng, và tại sao Đức Phật đã ban rất nhiều giáo pháp về tánh không. Trong số đó có giáo pháp ngắn nhất là tinh túy của trí tuệ, thường được biết với tên là Bát Nhã Tâm Kinh. Thực tại của một cành hoa. Thực tại của các hiện tượng có thể được cứu xét theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, một khía cạnh thực tại của một cành hoa là vô thường, đang biến đổi và tàn lụi từ ngày này sang ngày khác. Trong từng giây phút, ngay cả chỉ trong một giây, nó cũng đang tàn lụi. Tại sao? Vì nó tùy thuộc vào các nhân và duyên khác. Tuy nhiên, chúng ta để ý thấy được sự tàn lụi của nó chỉ khi nào sự tàn lụi lộ ra hiển nhiên, ảnh hưởng đến màu sắc và hình dáng của nó. Chúng ta không thể thấy được sự tàn lụi phi tế của cành hoa trong từng giây một. Hoa mọc lên nhờ vào một số nhân duyên, và nó tàn lụi do những nhân duyên khác. Sự thật là hoa thay đổi trong từng thời khắc do các nhân duyên, và cũng vì sự thay đổi rất vi tế này mà hoa thay đổi theo từng giây phút, từng giờ, từng ngày. Sự thay đổi vi tế đưa dần tới sự thay đổi thô, cho đến một lúc chúng ta nhận ra được là hoa đang tàn lụi. Trước thời điểm ấy đã có rất nhiều sự thay đổi xảy ra rồi, nhưng vì chúng quá vi tế nên ta không nhận biết. Và vì không nhận biết sự thay đổi này, nên hoa có vẻ như thường hằng đối với ta. Qua sự nhận hiểu cái vẻ ngoài thường hằng sai lệch này là đúng thật, chúng ta đã tạo ra một khái niệm huyền ảo về sự thường hằng trong mối quan hệ với một sự vật vốn dĩ là vô thường. Bây giờ, chúng ta hãy xét đến thực tại tối hậu, cực kỳ vi tế của một cành hoa. Hoa là một tên gọi, tức danh, một từ ngữ, một nhãn hiệu, phân loại được gắn đặt trên nền tảng, tức thực thể, một đóa hoa. Chúng ta nhìn một đóa hoa trong sự phụ thuộc vào thực thể của nó, và chúng ta sẽ không dùng tên gọi hoa để gắn đặt cho bất kỳ thực thể nào. Khi chúng ta nhìn thấy một cái bình hay quyển sách chẳng hạn, chúng ta không gọi đó là hoa. Trước khi gắn đặt tên gọi hoa cho một sự vật, chúng ta buộc phải có một lý do để làm như vậy. Nếu không, chúng ta hẳn đã gắn tên gọi này
cho bất kỳ đối tượng nào ta nhìn thấy. Nếu bạn tự gọi mình là hoa, hẳn bạn có thể bị đưa vào nhà thương điên để điều trị. Trước khi chúng ta chọn dùng cái tên gọi cá biệt là hoa, chúng ta phải thấy một thực thể cá biệt, một vật thể mọc lên từ đất và có hình thể cùng màu sắc của cái hoa. Việc nhìn thấy một đối tượng như vậy khiến cho chúng ta quyết định dùng tên gọi hoa. Nhưng khi nhìn thấy một cái bình, một quyển sách hay cái bàn thì không. Đây là tiến trình thông qua đó chúng ta nhìn thấy một cái hoa. Khi ta không phân tích nhận thức của mình, thì có vẻ như ta nhìn thấy cái hoa ngay từ thời điểm bắt đầu tiếp xúc với nó. Như thế là chúng ta nhìn thấy cái hoa mà không có việc tâm ta gán cho nó tên gọi là hoa. Nhưng điều này hoàn toàn sai. Tiến trình thực tế là chúng ta trước hết nhìn thấy thực thể của một bông hoa, một đối tượng vật chất cá biệt, rồi chúng ta gán đặt cho nó tên gọi hoa. Và khi đó, một đóa hoa mới xuất hiện đối với ta. Chỉ sau khi chúng ta gán đặt tên gọi hoa lên thực thể của một bông hoa, chúng ta mới nhìn thấy hoa. Trước đó, chúng ta không hề nhìn thấy hoa. Đối tượng vật chất với hình dáng hoa là một thực thể, và hoa là tên gọi. Ban đầu chúng ta thấy cái thực thể và sau đó mới thấy hoa, nên cái thực thể không phải là hoa. Mặc dù điều này là hiện thực, nhưng tâm trí ta không nhận biết được. Đối với tâm ảo tưởng vô minh của chúng ta, thì có vẻ như ngay ban đầu ta đã nhìn thấy hoa chứ không phải thực thể của hoa. Nhưng trong thực tại, chúng ta thấy cái thực thể của hoa trước tiên và chỉ nhìn thấy hoa sau khi đã gán đặt tên gọi hoa lên thực thể đó. Trong giai đoạn này, điều quan trọng cần hiểu là thực thể và tên gọi không đồng nhất. Thực thể của hoa và bông hoa là khác nhau. Tuy nhiên, chúng cũng không tách rời, vì hoa không thể tồn tại tách biệt với thực thể của nó. Đối tượng mà bạn thấy trước nhất là thực thể, không phải cái tên gọi hoa. Hai cái này khác nhau. Điều hết sức thiết yếu là chúng ta phải hiểu được tiến trình phân biệt giữa tên gọi với thực thể. Cho dù ta không hiểu biết nhiều về sự thiền định quán xét tánh không của các hiện tượng. Hơn nữa, không hề có hoa nơi thực thể của hoa. Đối với chúng ta, dường như có một đóa hoa nơi cái thực thể, nhưng đó là một ảo tưởng. Đây là điều được biết như là đối tượng cần được bác bỏ. Đây là cái mà chúng ta phải nhận ra là trống không. Không có hoa ở đó, không phải với ý nghĩa là hoa không hiện hữu, nhưng với ý nghĩa là không có hoa hiện hữu nơi thực thể của hoa. Cái mà chúng ta thấy trước tiên là thực thể của hoa, nhưng nó không phải hoa. Ở đâu có thực thể của một bông hoa, thì ở đó có một bông hoa hiện hữu. Nhưng nơi thực thể của hoa thì không hề có hoa. Vậy điều gì xảy ra cho hoa? Hoa không phải không hiện hữu, hoa hiện hữu. Tuy nhiên, bằng sự phân tích theo cách này, ta có thể thấy hoa là một cái gì đó hoàn toàn khác với cái mà trong quá khứ ta đã tin nó là như vậy. Vậy hoa là cái gì? Hoa hoàn toàn chỉ là cái được tâm chúng ta gán đặt tên gọi dựa trên thực thể của nó. Nói cách khác, hoa được tạo ra bởi tâm. Đây là bản chất cốt lõi của hoa, và chúng ta thấy rằng nó cực kỳ vi tế. Cách ngắn gọn nhất để diễn tả điều này là nói rằng hoa chỉ là do tâm gán đặt. Chi li hơn một chút, ta có thể nói rằng hoa chỉ là do tâm gán đặt dựa trên thực thể của nó. Hoa cực kỳ vi tế, như khoảng không, không phải là hoa không hiện hữu. Nó hiện hữu theo một cách thức cực kỳ vi tế. Một cách diễn đạt khác là nói rằng hoa chỉ hiện hữu vì thực thể của nó hiện hữu, không phải là hoa hoàn toàn không hiện hữu. Nó hiện hữu nhưng vi tế đến nỗi như thể là nó không hiện hữu. Từ sự phân tích này, chúng ta có thể thấy rằng hoa hoàn toàn không có sự hiện hữu như một bông hoa thực sự theo ý nghĩa tự nó tồn tại. Hoa hiện hữu như một duyên sinh tương thuộc tinh tế, chỉ do tâm gán đặt. Đây là thực tại tối hậu của hoa mà tôi đã đề cập ở trước. Dù đây là cách mà hoa hiện hữu trên thực tại,
Nhưng những ai chưa thực chứng tánh không thì không thấy được hoa theo cách này. Đóa hoa có vẻ như thật đối với chúng ta, và chúng ta tin đó là thật, là hoàn toàn giả tạo. Cái hoa có vẻ như tự nó hiện hữu đó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Z là một nhãn hiệu. Hồi còn trẻ con, lúc bắt đầu đi học, trước khi được dạy rằng chữ cái Z được gọi là Z, thì chữ Z đó hiện ra trước mặt bạn như thế nào? Câu trả lời là, bạn chỉ thấy những đường ngắn gãy khúc chứ không phải là chữ Z. Tại sao không phải? Vì bạn chưa học biết tên gọi chữ Z và bạn chưa tin rằng nó là chữ Z. Chỉ sau khi cha, mẹ hay thầy giáo bảo với bạn, đây là chữ Z, và bạn tin vào lời nói của người dạy, lúc đó bạn mới gọi tên những đường gãy này là chữ Z và tin rằng nó là chữ Z. Chỉ sau khi bạn dùng tên gọi Z gán đặt cho các hình dạng cụ thể này và tin vào tên gọi đó, bạn mới nhìn thấy hình dạng này như là chữ Z. Nói cách khác, chỉ sau khi bạn gán đặt cho nó cái tên Z, thì Z mới là chữ Z. Trước khi bạn gán đặt tên gọi Z cho hình dạng này, thì bạn đã không hề thấy chữ Z. Với sự phân tích này, bạn có thể thấy sự xuất hiện của chữ Z xuất phát từ tâm như thế nào. Bạn cũng có thể thấy hình dáng này với những đường nét cá biệt của nó là cái thực thể và Z là tên gọi. Hai yếu tố này, thực thể và tên gọi, là không đồng nhất, chúng khác biệt. Tuy nhiên, chúng không tách rời, vì Z không hiện hữu tách biệt với hình dáng những đường gãy khúc, tức là cái thực thể được đặt tên chữ Z. Nếu hình dáng những đường gãy khúc này đã là chữ Z, nói cách khác, nếu thực thể là một với tên gọi Z, thì tại sao ta phải bận tâm đặt tên cho nó làm gì? Nếu cái đầu tiên chúng ta thấy đã là Z, thì không có lý do gì để chúng ta đặt tên Z cho nó nữa. Đâu là mục đích khi chúng ta đặt tên Z cho một sự vật vốn đã là Z? Và nếu như thế, thì tiến trình đặt tên gắn nhãn sẽ không có kết thúc, vì bạn sẽ phải đặt tên Z lần nữa chồng lên đầu của Z đó, thêm lần nữa như vậy. Rồi cứ như thế kéo dài mãi sự trùng lập. Còn nếu bạn cho rằng những đường gãy mà bạn thấy ngay từ đầu đã là Z và không phải cái thực thể được gán tên là Z, thì đây lại là một nhầm lẫn khác. Rõ ràng vì Z là một tên gọi nên nó phải xuất phát từ tâm. Nếu bạn thấy Z ngay từ đầu và không phải cái thực thể được gán tên kia là Z, vậy tại sao lại quyết định dùng tên gọi Z cá biệt này? Vì nếu được gọi tên không tùy thuộc việc bạn nhìn thấy cái thực thể đầu tiên, tức những nét gãy cá biệt đó, thì bạn sẽ không có lý do gì phải chọn tên gọi Z cá biệt này. Và điều này có nghĩa rằng bạn có thể gọi tên bất kỳ cái gì là Z cũng được cả. Thậm chí bạn có thể gọi chữ A hay chữ B là Z. Điểm cốt yếu là cái thực thể không phải là tên gọi. Những đường gãy khúc là thực thể. Đầu tiên, bạn nhìn thấy những đường gãy khúc cá biệt này, tức là thực thể. Và chỉ sau khi bạn gán tên gọi Z lên thực thể này, thì bạn mới thấy có chữ Z. Hơn nữa, cũng không hề có chữ Z nơi những đường gãy khúc này. Nhưng cho dù bạn không tìm thấy chữ Z nơi những đường gãy, thì vẫn có chữ Z trên trang giấy này. Bất cứ nơi đâu có thực thể của chữ Z thì có chữ Z hiện hữu. Nhưng nơi thực thể của Z không hề có chữ Z. Cho dù có vẻ như có một chữ Z nơi những đường gãy này, nhưng khi bạn tìm kiếm chữ Z ở đây, bạn sẽ không tìm thấy. Chữ Z có thật này là đối tượng cần bác bỏ. Nó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Cái tôi là một tên gọi. Điểm cốt yếu khi đưa ra các thí dụ về bông hoa và chữ Z là để giúp chúng ta hiểu được bản chất rốt ráo của cái tôi. Như đã giải thích, mọi sự vật hiện hữu đều xuất phát từ tâm, hoàn toàn chỉ là do tâm gán đặt tên gọi. Nếu không có cái tâm tạo ra danh xưng tôi, thì sẽ không có cái tôi. Nói cách khác, nếu không có khái niệm tôi, thì cái tôi tuyệt nhiên không hiện hữu.
chúng ta cần phải hiểu điều này cho thật rõ ràng. Thân không phải là cái tôi, tâm không phải là cái tôi, và ngay cả cái hợp thể thân và tâm cũng không phải cái tôi. Không có gì trong những cái này là cái tôi. Hợp thể thân tâm là cái thực thể được gán cho tên gọi tôi, và tôi là một tên gọi. Và như chúng ta vừa khám phá, cái thực thể được gán tên gọi và bản thân tên gọi không thể nào là đồng nhất, chúng phải khác biệt nhau. Vậy, cái tôi là gì? Cái tôi đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, trải nghiệm khổ đau và hạnh phúc này là gì? Cái tôi đó không gì khác hơn là cái chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt tên gọi trong sự phụ thuộc vào kết hợp cụ thể của thân và tâm này. Và cái tôi chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt tên gọi đó quả thật có hiện hữu. Đây là tất cả những gì là cái tôi, là cái chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt. Khi ta đang ngồi đâu đó và tự hỏi mình đang làm gì, ta trả lời, tôi đang ngồi. Tại sao ta tin rằng ta đang ngồi? Chỉ vì một lý do duy nhất là thân thể của ta đang ngồi. Vì lý do này, ta mới tạo ra một danh xưng, tôi đang ngồi. Và rồi ta tin vào danh xưng của chính ta. Đó hoàn toàn chỉ là một ý tưởng, một khái niệm. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi này, chúng ta không thể tìm thấy nó. Dù cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó hiện hữu, nhưng ta không thể tìm thấy nó trong các uẩn này, trong kết hợp của thân và tâm này. Cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi này quả có hiện hữu, vì nó thực hiện các hoạt động của ta. Nó trải nghiệm sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm nó một cách cụ thể trong kết hợp của thân và tâm này, thậm chí chúng ta không thể tìm thấy cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó ở bất cứ đâu. Đây không phải là phương thức chính xác để thiền định về tánh không của cái tôi, vì phương thức này không cứu xét đến cái tôi tự thể, nhưng phương thức này có thể hữu dụng. Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ rằng cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi này quả có hiện hữu. Tiếp đó, chúng ta không thể tìm thấy nó ở bất kỳ chỗ nào trong kết hợp cụ thể của thân và tâm này, từ đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân. Chúng ta không thể thấy cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó bên trong đầu và não của ta, bên trong lồng ngực, trong tim, trong bụng, trong tay chân, vân vân. Ta cũng không thể tìm thấy nó bên trên bề mặt thân thể hoặc bên ngoài thân thể. Cho dù nó hiện hữu, vì tâm chúng ta đã tạo ra tên gọi trong sự phụ thuộc vào các uẩn của ta, nhưng ta không thể tìm thấy cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi này ở bất cứ đâu cả. Thông thường, chúng ta tin rằng cái tôi hiện hữu trong kết hợp của thân và tâm ta. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không hề có một cái tôi như thế. Khi chúng ta không xem xét kỹ, thì có vẻ như có một cái tôi như thế. Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự tìm kiếm nó, chúng ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Và chúng ta chợt hiểu rằng nó không hề có ở đó. Cũng giống như việc tưởng rằng cái bóng cây trên mặt đất ban đêm là con bò cạp. Nhưng khi rọi một ngọn đèn vào nơi đó, thì cái mà trước đó trông giống con bò cạp trong bóng tối, giờ đây không thể nhìn thấy nữa. Tương tự như vậy, ngay khi chúng ta thực sự bắt đầu phân tích, ta khám phá ra rằng cái tôi không hề có trong kết hợp của thân và tâm ta. Cái tôi mà chúng ta cảm thấy như đang ở đâu đó bên trong thân thể ta không hề hiện hữu. Đó chỉ hoàn toàn là một ảo tưởng. Nếu nó quả thật hiện hữu, thì nó phải trở nên rõ ràng hơn khi ta tìm kiếm nó. Nhưng ngược lại, chúng ta hoàn toàn không thể tìm thấy nó. Nếu ta nghĩ rằng mình có ít tiền trong ví, nhưng khi xem lại và không tìm thấy tiền thì hẳn là cái ví đã rỗng. Tương tự, khi tìm kiếm cái tôi trong kết hợp của thân và tâm, ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả, từ đỉnh đầu xuống đến tận các ngón chân. Bây giờ, chúng ta phải xem xét về cái tôi thật, vốn có vẻ như tự nó hiện hữu và không phải do tâm gán đặt tên gọi. Khi chúng ta hết sức bối rối, chẳng hạn như khi có ai chỉ trích ta hay buộc tội oan cho ta về một điều gì,
Hoặc khi chúng ta rất kích động về một điều gì, chúng ta cảm thấy rằng cái tôi hiện hữu thật sự và độc lập này đang tồn tại bên trong thân thể ta. Đối với ta thì dường như có thể tìm được cái tôi thật này ở đâu đó bên trong thân thể ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể tìm thấy được, ngay cả cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi nơi thực thể này, thì làm sao ta có thể tìm được cái tôi thật? Không có cách nào tìm thấy nó, vì theo suy luận thì không thể nào hiện hữu cái tôi thật này, vốn không liên quan gì đến tâm của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết một giấc mơ chỉ là giấc mơ, ta biết rằng người ta trò chuyện trong mơ là không có thật, con người đó không hiện hữu. Tuy nhiên, nếu chúng ta không nhận biết giấc mơ của ta chỉ là mơ, thì ta tin chắc rằng con người trong giấc mơ của ta là có thật. Theo cách nhìn trí tuệ, thì con người ta gặp trong giấc mơ không hiện hữu. Nhưng theo cách nhìn vô minh, thì con người đó hiện hữu. Với cách nhìn này thì đối tượng không hiện hữu, với cách nhìn kia thì đối tượng có hiện hữu. Đối với cái tôi thật cũng tương tự như vậy. Theo cách nhìn của trí tuệ, không hề hiện hữu một cái tôi thật. Nhưng theo cách nhìn của tâm ảo tưởng vô minh, thì cái tôi thật đó hiện hữu. Vì nó hiện ra trước mắt chúng ta, và chúng ta tin rằng nó là thật. Giờ đây, chúng ta nên có một vài ý niệm về cái tôi thực sự hiện hữu như thế nào. Cái tôi hiện hữu nhưng hoàn toàn không có một sự hiện hữu theo tự tánh hay chân thật. Nó không có bất kỳ sự hiện hữu nào không liên quan đến tâm ta hay các uẩn của ta. Tâm chúng ta tạo ra danh xưng tôi trong sự phụ thuộc vào các uẩn của ta, vào sự kết hợp giữa thân và tâm của chúng ta. Đây là tất cả những gì là cái tôi. Không có cái tôi nào hiện hữu ngoài cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta. Bất kỳ cái tôi nào có vẻ như hiện hữu ngoài cái tôi đó đều là ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Cái tôi đó không hề hiện hữu. Tuy nhiên, cho dù chúng ta hoàn toàn tạo ra cái tôi, nhưng chúng ta không nhận biết về sự tạo tác của mình. Cái tôi hiện ra trước mắt chúng ta như là một cái tôi có thật và tự nó tồn tại, chứ không phải hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm trong sự phụ thuộc vào các uẩn của chúng ta. Nói cách khác, cái tôi hiện ra trước mắt ta dường như chẳng liên quan gì đến tâm chúng ta. Nó có vẻ như tự nó tồn tại, thực sự tồn tại. Chúng ta hoàn toàn tạo ra cái tôi không thật này, vốn không thật trong ý nghĩa là nó hoàn toàn không hiện hữu. Cái tôi này không chỉ là không hiện hữu trong các uẩn, mà là hoàn toàn không hề hiện hữu. Việc tự mình tin vào sự chân thật của cái tôi không thật này chính là vô minh, là cội nguồn của tất cả khổ đau. Điều đó tạo ra các loại vô minh khác, cũng như sân hận, tham lam và các phiền não khác. Và rồi các phiền não này lại thúc đẩy các hành vi bất thiện mang đến tất cả đau khổ cho chúng ta, bao gồm sinh, lão, bệnh, tử. Khi ta tự mình tin rằng sự xuất hiện của một cái tôi thật vốn tự nó tồn tại là đúng thật, đó là ta đang tạo ra một sự vô minh vốn là nguồn gốc của mọi vọng tưởng phiền não và hành vi bất thiện, cũng như nguồn gốc của mọi khổ đau. Việc nhận ra rằng cái tôi hoàn toàn không tự nó tồn tại chính là sự nhận biết tánh không của cái tôi, hay sự thật rốt ráo của cái tôi. Cách duy nhất để tự giải thoát mình cũng như giải thoát tất cả chúng sinh khác khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân khổ đau là chấm dứt sự vô minh tin vào sự tồn tại theo tự tánh của cái tôi. Mọi sự đều tùy thuộc vào sự cắt đứt cội gốc vô minh này. Và cách duy nhất để làm được điều đó là nhận biết tánh không. Chúng ta phải thực chứng được trí tuệ nhận biết tánh không của cái tôi và của các uẩn. Chỉ có trí tuệ thực chứng tánh không mới có thể xóa bỏ được sự vô minh vốn là nguồn gốc của mọi khổ đau. Chúng ta phải thực chứng tánh không. Bằng không thì dù có đạt được bao nhiêu chứng ngộ khác đi nữa, ta cũng không có được vũ khí có khả năng phá hủy trực tiếp cái quan niệm ảo tưởng về sự hiện hữu như thật của cái tôi. Khi chúng ta còn ôm giữ quan niệm về một cái tôi thực sự hiện hữu,
thì các vọng tưởng khác nhất định sẽ tiếp tục nổi lên, thúc đẩy các hành vi bất thiện và tạo ra các vấn đề bất ổn cho chúng ta. Sự thật là cái tôi chỉ hoàn toàn do tâm tạo ra. Mặc dù tâm chúng ta hoàn toàn gắn đặt tên gọi tôi lên hợp thể của thân và tâm ta, nhưng cái tôi xuất hiện trước mặt chúng ta một cách giả mạo, như thể là tự nó hiện hữu. Rồi tư tưởng vị kỷ khởi sự chăm lo và bám chấp vào cái tôi giả mạo này, vì nó có vẻ như tự hiện hữu, chứ không phải chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt. Chúng ta phát sinh tư tưởng chăm lo nuông chiều cái tôi giả mạo này, cho rằng nó quý báu và quan trọng hơn bất kỳ chúng sinh nào khác. Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất trên thế gian này là cái tôi cá biệt này phải được hưởng hạnh phúc và không phải gánh chịu các vấn đề bất ổn. Trong thực tế, việc chăm sóc cái tôi là chăm sóc một ảo tưởng, cũng giống như việc có được 1 triệu đô la trong giấc mơ và khóa chặt nó an toàn trong két sắt, vì đó là một số tiền rất lớn. Khi giấc mơ vẫn còn kéo dài, thì ta vẫn còn thấy có 1 triệu đô la, vẫn còn quan tâm gìn giữ và lo lắng về việc cất giữ cho an toàn. Nhưng sau khi tỉnh giấc mơ, chúng ta không còn thấy có 1 triệu đô la, thậm chí chỉ 1 đô la cũng không thấy. Việc chăm sóc cái tôi tưởng như có thật này cũng giống như chăm lo gìn giữ 1 triệu đô la kia. Thực ra không hề có một cái tôi tự tồn tại nào để ta chăm sóc. Đó chỉ hoàn toàn là một ảo tưởng, không có gì cả. Bao lâu chúng ta còn bị mê muội trong quan niệm sai lầm, tin vào sự hiện hữu thực sự của nó, thì một cái tôi thật vẫn còn có vẻ như hiện hữu và đáng để được chăm sóc. Tuy nhiên, trong thực tại thì ý tưởng chăm sóc cái tôi chỉ là chăm sóc cho một đối tượng hoàn toàn không có thực. Thực chứng tánh không của cái tôi là một thiền định có năng lực mãnh liệt trong sự tịnh hóa và chữa lành bệnh tật. Đó là biện pháp mãnh liệt để tìm thấy sự bình an, vì nó loại trừ tất cả những lo âu sợ hãi không cần thiết của chúng ta. Bằng sự thiền định về tánh không, chúng ta sử dụng sự suy nghĩ khéo léo của chính mình để loại trừ bệnh tật và các vấn đề bất ổn khác. Chính, bệnh tật chỉ là tên gọi. Những thí dụ mà tôi vừa đề cập giúp chúng ta hiểu được thực tại của bệnh ung thư, S và kể cả cái chết. Thiền định về tánh không của bệnh ung thư, S và các bệnh khác nữa sẽ có ích lợi trong việc phá vỡ các khái niệm cố hữu của chúng ta về bệnh tật mà lâu nay đã làm cho chúng ta lo âu sợ hãi. Trong thực tại, việc mắc phải một căn bệnh nào đó chỉ là một cách nhìn của tâm chúng ta. Những gì xuất hiện trước mắt chúng ta chính là những gì mà tự ta đã tạo ra. Hay nói như vị đại hành giả Chu Già Naropa là: khi chúng ta bị bệnh, chính là khái niệm của ta bệnh. Rõ ràng, chính khái niệm của chúng ta mới là đối tượng đang chịu đựng căn bệnh. Trước tiên, tâm chúng ta gắn đặt tên gọi lên một cái gì đó, rồi chúng ta mới nhìn thấy cái đó. Điều này cũng đúng đối với bệnh tật và tất cả các hiện tượng khác. Tất cả bệnh tật của chúng ta đều là do tâm tạo tác. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thể nào thấy có cái tôi trừ phi tâm chúng ta đã tạo ra danh xưng tôi. Cũng tương tự như vậy, chúng ta không thể thấy có bệnh ung thư hay S trừ phi tâm chúng ta đã tạo ra những danh xưng ung thư hay S. Một điều quan trọng trong việc chữa lành bệnh là phải hiểu được bệnh tật cũng như các vấn đề bất ổn khác xuất phát từ tâm ta như thế nào. Vì nếu một điều gì đó xuất phát từ tâm thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát nó, có thể thay đổi nó. Điều này có nghĩa rằng tâm chúng ta có năng lực loại trừ bệnh tật. Chúng ta không cần phải cảm thấy lo lắng hay tuyệt vọng. Việc biết được chúng ta có quyền tự do quyết định như thế nào sẽ khích lệ và mang đến cho ta hy vọng. S chỉ là một tên gọi. Không hề có bệnh S thực sự. Không có bệnh S nào tự nó tồn tại.
Đầu tiên, một bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị HIV dương tính, rồi bảo bệnh nhân rằng ông ta có thể nhiễm bệnh S. Dựa trên những gì bác sĩ nói, bệnh nhân gán đặt danh xưng S lên bệnh tình của mình và tin vào cái tên gọi đó. Thực thể ở đây là một loại virus đặc biệt, HIV, làm cho bệnh nhân mất khả năng đề kháng với bệnh tật, và tên gọi gán đặt lên thực thể đó là S. Thực sự, tất cả những gì về bệnh S là như thế này. Tâm tạo dựng tên gọi S và gắn đặt nó lên một cái thực thể cá biệt. Không có S nào khác ngoài cái này, không có bệnh S độc lập, không có bệnh S tự nó tồn tại. Về phần cơ thể không hề có bệnh S. Bệnh S chỉ hoàn toàn được gắn đặt bởi tâm. Trong thực tại, không hề hiện hữu bệnh S có thật như chúng ta tin tưởng. Bệnh S có thật đó hoàn toàn là một ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không ngay ở đó, nơi thực thể của nó. Cũng giống như bệnh S là hoàn toàn trống không, ung thư và các bệnh khác cũng vậy. Giáo lý về chuyển hóa tâm dạy rằng, khổ đau là một thực thể của tánh không, S là một thể hiện của tánh không, ung thư là một thể hiện của tánh không. Ung thư là hoàn toàn trống không. Ấy thế mà chúng ta lại tưởng là thật, là không phải được gán đặt bởi tâm. Vậy ung thư là gì? Ung thư chỉ là một tên gọi do tâm gán đặt lên cái thực thể của nó. Chỉ riêng việc thiền định về bản chất rốt ráo của S, ung thư và các bệnh khác cũng đã mang lại năng lực chữa bệnh mãnh liệt. Vì thiền định sẽ cắt đứt vô minh ảo tưởng và đồng thời loại bỏ sự sợ hãi tuyệt vọng và các cảm xúc bất lợi khác nữa. Chính sự hiểu biết được cách thức mà mọi sự đến từ tâm đã là sự thiền định về tánh không. Vì nó trực tiếp cắt đứt các suy nghĩ huyễn ảo thường ngày của chúng ta. Nó phá vỡ khái niệm cứng ngắc, cố chấp, cho rằng mọi sự từ chúng hiện hữu. Khái niệm huyễn ảo này vốn trái ngược với thực tại, chính là căn bệnh căn bản nhất. Chúng ta tiếp xúc với thực tại thông qua sự hiểu biết rằng mọi sự đều xuất phát từ tâm. Chết cũng chỉ là một tên gọi. Ngay cả cái chết cũng xuất phát từ tâm chúng ta. Chết là một khái niệm, một sự việc xuất phát từ tâm. Vì thế, chính tâm chúng ta tạo ra cái chết. Không hề có cái chết thực sự, không có cái chết tự nó hiện hữu như nó hiện ra trong tâm huyễn ảo của chúng ta. Cái chết thực sự vốn làm cho chúng ta khiếp sợ, không hề hiện hữu. Nó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Như tôi đã giải thích, bản thân cái chết không phải là vấn đề. Chính khái niệm của chúng ta về cái chết mới là vấn đề. Chúng ta có ý tưởng cho rằng cái chết là một cái gì đó tự nó hiện hữu, và chính cái khái niệm huyền ảo này làm ta sợ chết, ngăn không cho ta loại bỏ sự quyến luyến bám chặt cuộc đời này, bám chặt thân này, gia đình này, các vật sở hữu này của chúng ta. Cái chết trở nên kinh khủng vì chúng ta thấy các đối tượng chung quanh là thường hằng, một cái thấy không hề hiện hữu, và rồi chúng ta cảm thấy luyến bám hay sân hận và các xúc cảm bất thiện khác liên quan đến các đối tượng này. Trong khi sự sống được định nghĩa là sự kết hợp của tâm và thân, thì cái chết được định nghĩa là sự tách rời của tâm ra khỏi thân dưới sự chi phối của nghiệp và vọng tưởng. Nói cách khác, cái gọi là chết được tạo ra bởi tâm. Chết chỉ là một tên gọi hoàn toàn được gán đặt bởi tâm của chúng ta lên cái thực thể của nó, tức là cái tâm thức đang rời bỏ thân. Đây là tất cả những gì gọi là cái chết. Do vậy, không có cái chết tự nó hiện hữu. Không có cái chết thực sự trong ý nghĩa là một hiện tượng tự nó hiện hữu. Nó là một ảo tưởng. Cái chết quả thực hiện hữu, nhưng cái chết hiện hữu đó là một cái chết hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta, chứ không phải là một cái chết tự nó hiện hữu xuất hiện trước mặt chúng ta. Cái chết hiện hữu độc lập, cụ thể trước chúng ta, đó chỉ là một ảo tưởng. Tâm của chúng ta bị ảo tưởng vì đối tượng mà chúng ta đặt niềm tin vào không hề hiện hữu. Cái chết
vốn được tạo ra bởi khái niệm của chúng ta, lại hiện ra trước chúng ta một cách giả tạo như một cái gì cụ thể, và tự nó thật đáng sợ. Rồi chúng ta tin rằng khái niệm sai lầm này là đúng thật. Đại hành giả Yuja Naropa đã nói, khi chúng ta sinh ra, đó là khái niệm sinh ra. Khi chúng ta bệnh, đó là khái niệm bệnh. Và ngay cả khi chúng ta hấp hối, đó là khái niệm đang chết. Nói cách khác, mọi thứ đều là khái niệm. Khi chúng ta phân tích một cách hợp lý để xem cái chết thực sự là gì, chúng ta thấy rằng cách thức nó hiện ra trước chúng ta và cách thức chúng ta nhận hiểu nó hiện hữu đều là sai lầm. Cách nhìn sai trái và khái niệm sai trái của chúng ta về cái chết chính là những gì làm cho chúng ta sợ hãi. Đại hành giả Yuja Saraha đã nói rằng, nếu không có khái niệm thì không có những kẻ thù bên ngoài, không có những con cọp hung dữ, không có những con rắn độc. Khi chúng ta tức giận, chúng ta thấy có kẻ thù bên ngoài. Nếu chúng ta không tức giận, chúng ta không thể tìm thấy kẻ thù bên ngoài. Khi chúng ta có khái niệm về một kẻ thù, chúng ta thấy có một kẻ thù. Nếu chúng ta không có sân hận hay không có khái niệm về kẻ thù, thì chúng ta không thể tìm thấy kẻ thù, cho dù mọi người đang tức giận với ta, phê phán ta hay thậm chí giết hại ta. Trong quyển Nhập Bồ Tát Hạnh, Đại Bồ Tát Tịch Thiên cũng lưu ý rằng, khuất phục được chính kẻ thù trong tâm cũng giống như đã khuất phục tất cả kẻ thù bên ngoài. Vì một khi kẻ thù bên trong được tiêu diệt rồi, thì chúng ta không bao giờ thấy có dù chỉ một kẻ thù bên ngoài. Để giúp chúng ta hiểu được điều này, Ngài Tịch Thiên giải thích rằng, nếu ta muốn chấm dứt việc bị gai đâm vào chân bằng cách dùng da bao bọc tất cả các bụi cây có gai trên thế giới, thì chúng ta sẽ không có đủ da. Nhưng nếu chúng ta mang giày da, thì sẽ không bị gai đâm vào chân. Cơ bản mà nói, Ngài Tịch Thiên nhấn mạnh vào cùng một điểm. Bằng cách dẹp bỏ khái niệm, chúng ta sẽ không thấy có bất cứ điều gì đáng sợ từ bên ngoài. Nếu cái chết tự nó thực sự là vấn đề, nó hẳn phải là vấn đề cho tất cả mọi người. Nhưng điều này không đúng. Nhiều người thậm chí thấy thích thú khi chết. Cái chết có là vấn đề hay không tùy thuộc vào tâm thức người sắp chết. Cái chết tự nó không đáng sợ, nhưng khái niệm của một người về cái chết có thể là đáng sợ. Giáo lý Đạo Phật giảng giải rằng các hành giả tu tập Phật Pháp giỏi nhất luôn cảm thấy vui khi sắp chết. Như thể họ sắp về nhà thăm lại gia đình sau một thời gian dài đi vắng. Cái chết không hề làm họ bận tâm chút nào. Các hành giả thành tựu thấp hơn thì hoan hỷ và thoải mái trong giây phút lâm chung và hoàn toàn tự tin rằng sẽ có một tái sinh tốt đẹp. Ngay cả các hành giả thành tựu thấp nhất cũng sẽ ra đi không chút lo âu hay sợ hãi. Sự sợ hãi hay hoan hỷ khi chết đều là do tâm tạo ra, nó không tự hiện hữu. Nếu chúng ta đã sống suốt đời với tâm từ bi, thì trong ngày lâm chung chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc, vì mọi việc chúng ta đã làm đều là chánh pháp, nhân của hạnh phúc, và không có gì là nhân của khổ đau hay của sự tái sinh vào các cảnh giới thấp. Vì thế, ngay cả khi đang hấp hối, tâm chúng ta sẽ hoan hỷ và mãn nguyện. Những ai đã sống một cuộc sống với tâm từ bi thì dù không có tín ngưỡng, họ cũng sẽ chết không sợ hãi. Họ sẽ chết với tâm thoải mái và hạnh phúc. Có một số người mặc dù không tin vào sự tái sinh hay nghiệp quả, nhưng lại cảm thấy không an tâm về những gì sẽ xảy ra sau khi chết, và họ đã hoảng hốt lo sợ rất nhiều khi sắp chết. Câu trả lời cho điều này thật đơn giản và hợp lý. Nếu chỉ có một đời này để sống và không có đời sau, thì không có lý do gì để họ phải lo sợ. Vì sau khi chết, họ sẽ không còn vấn đề bất ổn nào nữa cả. Những người y tá làm nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân sắp chết đã nói với tôi rằng, theo kinh nghiệm của họ, thì những người nghiện rượu thường có sự sợ hãi kinh khủng nhất khi sắp chết. Tại sao những người nghiện rượu rất sợ hãi khi sắp chết? Xã hội Tây Phương rất cần biết điều này. Không ai có tâm trạng giống nhau khi chết. Một số người thấy an lạc, thoải mái khi chết,
một số khác chết trong sợ hãi. Có người trải qua cái chết khủng khiếp, họ gào thét trước khi chết vì họ thấy có những điều kinh khủng đang tấn công họ. Người nào trong lúc sống đã có nhiều hành động xấu ác thì sẽ trải qua nỗi khiếp sợ khi chết, bất kể là họ có tin vào sự tái sinh hay không. Các chủng tử được tạo ra bởi hành động bất thiện trong quá khứ của họ sẽ sản sinh các ảo tưởng gây sợ hãi, sản phẩm tâm thức của chính họ. Chúng ta không thể thấy được giấc mơ của người khác, khi cả người đang nằm ngủ cạnh ta. Tương tự như vậy, chúng ta không thể thấy được các ảo tưởng của người đang hấp hối. Các biểu hiện sợ hãi của người sắp chết là kết quả của nghiệp bất thiện và là dấu hiệu cho thấy người đó sẽ tái sinh vào một trong những cảnh giới thấp. Thời điểm cận tử là rất quan trọng. Nếu chúng ta tin vào sự tái sinh, chúng ta sẽ không hoài nghi về một đời sống khác sẽ tiếp theo đời này. Và kiếp sống tương lai của ta như thế nào được quyết định phần lớn bởi việc chúng ta chết như thế nào. Cùng cách suy nghĩ của chúng ta vào lúc chết là nhân tác động trực tiếp cho đời tái sinh. Nếu suy nghĩ thiện sẽ tái sinh một đời sống hạnh phúc. Nếu suy nghĩ ác thì kiếp sau sẽ gặp nhiều vấn đề bất ổn hơn đời này. Cho dù có tin vào sự tái sinh hay không, điều rất quan trọng cho chúng ta là xây dựng một thái độ hướng thiện ngay lúc kề cận cái chết. Ngay trước khi tâm thức thô nặng bị tan rã và chết với một tâm thức hoan hỷ an ổn. Chúng ta phải sử dụng pháp thiền định hay bất kỳ phương pháp nào khác ta có được để giảm bớt tâm tham luyến, sân hận, lo âu, sợ hãi và để chuyển hóa tâm ta. Một phương pháp ngăn ngừa sự sợ hãi khi chết là tịnh hóa nguyên nhân sợ hãi, chính là các nghiệp bất thiện và những chủng tử do chúng để lại trong tâm. Một khi chúng ta tịnh hóa được nó, viễn cảnh của cái chết sẽ không còn làm cho ta bận tâm nữa. Cái chết sẽ không là một điều gì to tát, vì nó đơn giản chỉ là sự thay đổi thân thể. Tái sinh cũng giống như thay quần áo, giống như khi ta cởi bỏ quần áo cũ dơ bẩn và mặc vào người bộ quần áo mới và sạch. Chúng ta rời bỏ thân hiện tại đã kiệt sức và nhận lấy một thân xác mới mẻ, trẻ trung trong một gia đình và ở một nơi mà chúng ta có mọi cơ hội để phát triển tâm và phát sinh các thực chứng của con đường đưa tới giác ngộ. Nếu chúng ta đã tạo được nhân hiền thiện, thì chúng ta sẽ có thể nhận được một thân tốt đẹp hơn để tiếp tục tu tập chánh pháp và để phụng sự những chúng sinh khác. Một phương pháp khác ngăn ngừa sự sợ hãi khi chết là từ bỏ việc gây hại cho người khác, tức là cố sức từ bỏ mọi hành vi bất thiện. Ngay cả nếu chúng ta không thể từ bỏ hoàn toàn, thì chúng ta cũng phải cố gắng giảm bớt đi càng nhiều càng tốt. Nếu áp dụng các biện pháp đó, thì cái chết sẽ không làm cho chúng ta sợ hãi, mà thay vào đó, cái chết sẽ trở thành một cuộc thử thách rất hứng thú. Nếu chúng ta phát sinh được tâm từ bi, nhẫn nhục, thành tín, hay nhận biết được bản chất sốt ráo của các hiện tượng, thì chúng ta có thể dùng cái chết như một thời thiền định, như một thực hành tâm linh. Thậm chí, chúng ta có thể dùng cái chết để phát triển các thực chứng về con đường tu giác ngộ, đồng thời đưa tất cả chúng sinh hữu tình đến cùng trạng thái đó. Thay vì để cái chết điều khiển chúng ta điều khiển cái chết. Thay vì sợ chết, chúng ta có thể dùng cái chết để thành tựu hạnh phúc tối thượng bằng cách chấm dứt nhân của các vấn đề bất ổn. Đây là một cuộc thử thách thật sự. Giải pháp cho việc này là tu tập Bồ Đề Tâm. Tu tập Bồ Đề Tâm giúp chúng ta tịnh hóa mãnh liệt các nghiệp bất thiện trong quá khứ cũng như các chướng ngại, đồng thời tự nhiên ngăn chặn không cho chúng ta tạo thêm các nghiệp bất thiện. Với Bồ Đề Tâm, chúng ta từ bỏ các nghiệp bất thiện một cách tự nhiên và vui vẻ. Tu tập Bồ Đề Tâm là sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết, bảo đảm sẽ có một cái chết hạnh phúc và an lạc. Với thiện tâm này, khi bị đau ốm, chúng ta đón nhận sự đau ốm đó thay cho tất cả chúng sinh, và thậm chí khi chết, chúng ta sẽ chết thay cho tất cả chúng sinh. Chúng ta gánh chịu mọi vấn đề bất ổn đến với ta là thay cho tất cả chúng sinh, là vì lợi ích của chúng sinh. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc,
bình an và toại nguyện. Và chúng ta sẽ không có gì hối tiếc, ngay bây giờ cũng như trong tương lai. Mười, vạn sự do tâm thông qua sự tạo nghiệp. Nghiệp có liên quan đến một sự lý giải sâu xa hơn về mọi sự việc, bao gồm cả bệnh tật, đều xuất phát từ tâm như thế nào. Các yếu tố bên ngoài gây ảnh hưởng đến thân và tâm, nhưng điều này luôn xảy ra với sự có mặt của các nhân và duyên. Mọi sự xảy ra cho chúng ta đều là kết quả của hành vi trong quá khứ. Và như vậy thì nhân của quả này phải hiện hữu trước đó. Nói cách khác, không có gì xảy ra mà không có lý do, cũng có nghĩa là không có gì xảy ra mà không có nhân và duyên. Lý do đó đến từ đâu? Nó đến từ tâm của chúng ta. Dù cho là quả thiện hay bất thiện thì cũng đều do tâm tạo ra. Quả bất thiện được tạo ra bởi tâm bất thiện. Còn nếu là một quả thiện thì nhân của nó được tạo ra bởi tâm thiện. Đây là nghiệp quả. Toàn bộ đời sống của chúng ta đều xuất phát từ tâm. Hạnh phúc và khổ đau của chúng ta liên tục được tạo ra bởi chính tâm ta. Không có tâm thì sẽ không có gì xảy ra. Và sự thanh tịnh hay bất tịnh của những gì hiện ra quanh ta phụ thuộc vào sự thanh tịnh hay bất tịnh của tâm ta. Chiến tranh, lục lội, hạn hán, nạn đói và những thảm họa khác nữa, vân vân, đều là những biểu hiện bất thiện. Và tất cả những biểu hiện bất thiện đều là sản phẩm của các chủng tử bất thiện trong tâm, lưu lại bởi các hành vi trong quá khứ, được thúc đẩy bởi các khuynh hướng bất thiện. Các biểu hiện này là những phóng tưởng hay sự tạo thành của các chủng tử bất thiện. Hãy lấy thí dụ về nước Ethiopia, nơi đó hàng triệu dân đã chết vì hạn hán, nạn đói, bệnh tật và nội chiến. Có một thời, Ethiopia bị thiếu nước uống nghiêm trọng vì hạn hán kéo dài. Nước bắt nguồn từ một quốc gia lân cận là uống được, nhưng khi chạy đến Ethiopia, nó trở nên không uống được. Mặc dù nước uống được ở quốc gia đầu nguồn, nhưng tại Ethiopia thì nó hiện ra thành nước không uống được. Biểu hiện bất tịnh này có liên quan đến tâm của người Ethiopia. Một môi trường lành mạnh ở Ethiopia phải xuất phát từ tâm của người Ethiopia, từ những tư tưởng hiền thiện của chính họ. Nếu không, dù các quốc gia khác cố gắng giúp đỡ bằng cách dùng máy bay chở nước đến hoặc trợ giúp tiền bạc, sự việc cũng sẽ trở nên tồi tệ. Chúng ta đã thảo luận việc mọi sự xuất phát từ tâm như thế nào thông qua việc chúng ta gán đặt tên gọi cho chúng theo những cách thức cụ thể. Nhưng ở đây chúng ta đang đề cập đến một quá trình phức tạp và kéo dài hơn. Các hành vi bất thiện trong quá khứ đã để lại các chủng tử trong tâm, và rồi các chủng tử bất thiện đó biểu hiện thành những tình huống xấu. Ví dụ, không như người Ethiopia và nhiều người khác, chúng ta được sống trong một xã hội hoàn toàn lý tưởng. Chúng ta có những ngôi nhà sạch sẽ và tiện nghi. Chúng ta tận hưởng thức ăn ngon miệng. Chúng ta nhìn ngắm những bông hoa đẹp. Tất cả những đối tượng đẹp đẽ xuất hiện trước mắt chúng ta đều là phóng ảnh của tâm thiện của chúng ta. Chúng khởi sinh từ các chủng tử hiền thiện, tạo ra bởi các hành vi trong quá khứ. Các hành vi được thực hiện với khuynh hướng hiền thiện. Nói cách khác, tất cả các đối tượng này của giác quan chúng ta đều là tạo tác của tâm. Bất kỳ hành động nào xuất phát từ động cơ không bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, vô minh, tham lam, sân hận hay các tâm phiền não khác thì sẽ đưa tới phước đức, nhân của hạnh phúc. Hành vi thanh tịnh nhất là hành vi được thực hiện với động cơ không bị ô nhiễm bởi ý tưởng vị kỷ. Ngược lại, bất kỳ hành vi nào xuất phát từ động cơ ích kỷ, tham lam, sân hận hay các ý tưởng phiền não khác đều sẽ trở thành bất thiện, nhân của đau khổ.
Thiên Chúa giáo có 10 điều răn, Phật giáo thì dạy từ bỏ 10 điều bất thiện, gồm 3 hành vi bất thiện của thân: giết hại, trộm cắp, tà dâm; 4 hành vi bất thiện của lời nói: nói dối, nói lời ác nghiệt, nói vu khống, nói lời vô nghĩa; và 3 hành vi bất thiện của ý: tham lam, keo kiệt, ác ý, tà kiến. Điểm chính mà chúng ta cần hiểu rõ là cái gì làm cho 3 hành vi của thân và 4 hành vi của lời nói trở nên bất thiện? Đó chính là tâm. Các hành vi đó trở nên bất thiện khi chúng được thúc đẩy bởi tham lam, sân hận, vô minh và các mê lầm khác nữa. Không có hành vi bất thiện nào tự nó tồn tại. Không có hành vi bất thiện nào có tự tánh tự hữu. Không có hành vi bất thiện nào mà không được tạo ra hoặc gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta thấy các hành vi bất thiện đó có vẻ như tự chúng hiện hữu, và ta tin rằng chúng hiện hữu theo cách như vậy, nhưng trong thực tại không hề có hành vi bất thiện nào như thế hiện hữu. Hãy lấy hành vi giết hại mà ai cũng xem là bất thiện làm thí dụ. Thực ra, việc giết hại có thực sự là bất thiện hay không tùy thuộc vào tâm của người thực hiện hành vi đó. Nếu hành vi giết hại đó được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm mê lầm nào khác, thì nó trở thành nghiệp bất thiện và là nhân của đau khổ. Nhưng nếu hành vi giết hại được thúc đẩy bởi bồ đề tâm, bởi trí tuệ hay một tư tưởng hiện thiện nào khác, nó sẽ trở thành thiện nghiệp và là nhân của hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ lại câu chuyện tôi đã kể về một kiếp quá khứ của Đức Phật khi Ngài là một vị Bồ Tát đang làm thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng Bồ Tát đã giết người lái buôn đang rắp tâm sát hại tất cả các lái buôn khác trên tàu. Nhưng vì vị thuyền trưởng được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn cực độ, nên hành vi giết hại của Ngài chỉ có thể trở thành thiện nghiệp. Ở Tây Phương, người ta thấy rất khó xác định những gì là đúng hay sai, cho dù đó là việc cha mẹ nghiêm trị con cái hay việc chính phủ ban hành luật cấm bán súng. Một hành vi là đúng hay sai tùy thuộc vào thái độ của cá nhân thực hiện hành vi và mục đích của hành vi đó. Đây là phương pháp hợp lý duy nhất để xác định một hành vi là đúng hay sai. Không có hành vi nào được thực hiện bằng thân thể và lời nói như tôi vừa nói trên là bất thiện nếu chúng được thực hiện bởi một động cơ trong sáng, như mang hạnh phúc đến cho người khác hay che chở người khác khỏi bị hiểm nguy. Một hành vi không trở thành nghiệp bất thiện nếu chúng ta thực hiện hành động đó với tâm từ bi mãnh liệt và với trí tuệ thấy biết rằng nó chắc chắn sẽ làm lợi lạc cho người khác. Nó sẽ trở thành một việc thiện và là nhân của hạnh phúc mà thôi. Luật nhân quả. Bậc Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng dạy 4 quy luật về nghiệp. Quy luật đầu tiên là tính xác quyết của nghiệp. Điều này có nghĩa là một hành vi chắc chắn sẽ dẫn đến quả tương ứng của nó, trừ phi nó bị cản trở. Một hành vi hiền thiện chắc chắn tự nó sẽ mang lại quả hạnh phúc, và một hành vi bất thiện chắc chắn từ nó sẽ dẫn đến quả khổ đau. Nếu một người đã tạo ra nhân bất thiện, nhân đó chắc chắn từ nó sẽ dẫn đến quả bất thiện, trừ phi họ làm một điều gì đó để tịnh hóa nó. Cũng giống như hạt giống, một khi được gieo chắc chắn sẽ nảy mầm, miễn là nó không bị chim, côn trùng ăn mất. Một khi đã có một nhân, chừng nào mà không có chướng ngại cản trở cái nhân đó, thì điều tất nhiên là nó sẽ dẫn đến quả tương ứng. Quả của các hành vi bất thiện là chắc chắn có, trừ phi chúng ta tịnh hóa được các hành vi bất thiện trong quá khứ và loại bỏ đi các chủng tử của chúng bằng cách thực hành các phép đối trị của con đường từng bước đưa tới giác ngộ trong tâm mình. Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa, 35 vị Phật và nhiều vị Phật khác nữa đã đặc biệt hóa thân để giúp chúng ta tịnh hóa các hành vi bất thiện, vốn là những trở ngại cho sự giác ngộ và là nguyên nhân các vấn đề bất ổn trong đời này cũng như đời sau. Cho dù chúng ta không có khả năng phát triển con đường tu giác ngộ, thì ít nhất chúng ta cũng có thể hoàn toàn tịnh hóa các hành vi bất thiện của chúng ta
bằng cách tu tập các pháp thực hành bổn tôn đó. Và như vậy sẽ khiến cho chúng ta tránh khỏi gánh chịu hậu quả của các vấn đề. Quy luật thứ hai là nghiệp có thể phát triển. Từ việc gieo một hạt giống bé xíu xuống đất, có thể mọc lên một cây to lớn với nhiều cành cây, lá, nhiều quả chứa hạt. Tuy nhiên, thí dụ bên ngoài tâm này không thể so sánh được với sự phát triển của hiện tượng bên trong tâm của nghiệp. Từ một hành vi bất thiện nhỏ nhặt, chúng ta có thể phải chịu đựng bất ổn trong hàng trăm hay hàng ngàn kiếp sống. Theo như lời dạy của Đại Tôn giả Long Thọ, nếu chúng ta lừa gạt một chúng sinh, chúng ta sẽ bị các chúng sinh khác lừa gạt lại trong 1000 đời. Vì nghiệp có thể phát triển, chúng ta phải hết sức thận trọng, tránh không tạo nghiệp bất thiện dù là rất nhỏ. Với các hành vi bất thiện dù là rất nhỏ nhặt liên quan đến các đối tượng quan trọng như cha mẹ, các vị thầy, vân vân, chúng ta có thể bắt đầu nhận lãnh quả báo ngay trong đời này và rồi tiếp tục gánh chịu các vấn đề bất ổn trong nhiều kiếp tiếp theo sau. Chúng ta không nên bất cẩn phạm vào một hành vi bất thiện chỉ vì cho rằng nó quá nhỏ nhặt, không quan trọng. Tự bảo vệ mình tránh khỏi các nghiệp bất thiện, cho dù rất nhỏ nhặt, sẽ có ích cho ta trong đời này và nhiều đời sau nữa. Chúng ta sẽ được sống lâu, khỏe mạnh, giàu có và ít gặp phải các vấn đề bất ổn. Cho dù chúng ta đang thực hành tịnh hóa nghiệp, nhưng nếu ta cứ tiếp tục tạo nghiệp bất thiện, thì sẽ không khác gì một con voi đi xuống hồ để tắm cho sạch, rồi sau đó lại trở lên lăn vào vũng bùn. Việc thực hành tịnh hóa nghiệp sẽ không bao giờ kết thúc, trừ phi chúng ta ngưng tạo nghiệp bất thiện. Hai quy luật còn lại về nghiệp là: thứ nhất, người ta không thể lãnh chịu quả báo nếu trước đó không tạo ra nhân. Thứ hai, nghiệp đã tạo ra sẽ không bao giờ tự nhiên mất đi. Các hành vi bất thiện của thân. Giết hại. Bất kỳ một hành vi giết hại nào đã hoàn tất và thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm mê lầm nào khác đều là bất thiện và sẽ dẫn đến 4 loại khổ đau. Để hoàn tất một hành vi giết hại, bắt buộc phải có liên quan đến 4 yếu tố: thực thể, tư tưởng, hành động và kết quả. Nếu thiếu một trong 4 yếu tố đó thì hành vi giết hại chưa hoàn tất. Loại khổ đau thứ nhất gọi là quả báo chín mùi của nhân, tức dị thục quả. Có nghĩa là khi nhân giết hại đã chín mùi sau một thời gian, chúng ta sẽ tái sinh vào một trong những cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Một cách tổng quát, nghiệp giết hại nặng nhất sẽ dẫn đến tái sinh vào địa ngục. Nghiệp giết hại ít nặng hơn sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Nghiệp giết hại nhẹ nhất sẽ tái sinh vào cõi súc sanh. Sau một thời gian lâu dài ngoài sức tưởng tượng, khi nghiệp tái sinh vào các cảnh giới thấp đã cạn kiệt và nghiệp thiện đã tạo ra trong các đời quá khứ trước kia trở nên mạnh hơn, chúng ta sẽ tái sinh vào cõi người. Lúc mang thân người, chúng ta phải tiếp tục trải qua 3 loại khổ đau khác. Loại khổ đau thứ hai là phải chịu quả báo còn lại tương tự như nhân đã tạo. Có nghĩa là chúng ta bị chết yểu. Có thể chết khi còn trong bụng mẹ hay khi còn là trẻ con. Chúng ta cũng có thể bị người khác hãm hại, bị giết hoặc bị bệnh chết, vân vân. Tương tự như chúng sinh đã bị chúng ta giết hại trước đây. Loại khổ thứ ba là quả báo phụ thuộc liên quan đến môi trường sống. Chúng ta sẽ sinh vào một nơi nguy hiểm đang có chiến tranh, bệnh dịch lan tràn. Cũng có thể sinh vào nơi bị khô hạn, có các thảm họa bất hạnh. Thức ăn, thức uống, thiếu dinh dưỡng, khó tiêu hóa, dễ gây bệnh. Thuốc men không có hiệu quả. Mặc dù thức ăn và thuốc men nói chung chỉ là các điều kiện hỗ trợ cuộc sống, tức duyên, nhưng vì đã tạo nghiệp giết hại trong quá khứ, nên các yếu tố hỗ trợ đó lại trở thành các chướng ngại cho cuộc sống và thậm chí có thể đưa ta đến cái chết. Loại khổ thứ tư là quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ. Có nghĩa là khi được sinh lại làm người, các chủng tử do hành vi giết hại trong quá khứ để lại trong tâm sẽ thúc đẩy ta tái diễn hành vi giết hại. Đó là thói quen từ quá khứ.
và rồi lại một lần nữa, việc thực hiện hoàn tất hành vi giết hại sẽ là nhân cụ thể khiến chúng ta phải chịu báo ứng trải qua bốn loại khổ đau vừa nói trên. Và trừ phi chúng ta thay đổi thái độ, chấm dứt hành vi giết hại, bằng không thì chúng ta sẽ mãi mãi tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn, và do vậy phải liên tục chịu đựng khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta có thể chặn đứng tiến trình liên tục nói trên nếu ta thay đổi thái độ cũng như hành động và thệ nguyện từ bỏ việc giết hại. Việc giữ trọn lời thệ nguyện không giết hại sẽ được quả hưởng bốn loại hạnh phúc. Khi chúng ta hiểu rõ được quả của 10 hành vi bất thiện của thân, khẩu, ý là gì, chúng ta đương nhiên biết rõ được quả của 10 thiện nghiệp. Quả chín mùi loại hạnh phúc thứ nhất của việc giữ trọn lời thệ nguyện không giết hại là chúng ta sẽ tái sinh vào các cõi trời hay cõi người. Quả tương tự như nhân đã tạo loại hạnh phúc thứ hai là chúng ta sẽ được sống lâu. Quả phụ thuộc hạnh phúc thứ ba là chúng ta sẽ sinh vào nơi ít có sự đe dọa, ít sự sợ hãi. Nơi đó thức ăn và thức uống rất dồi dào, thực phẩm nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, không gây bệnh và có nhiều thuốc men tốt. Tất cả những điều kiện này, tức duyên, giúp ta được sống lâu. Chúng ta được như hiện nay là đang hưởng quả của những thiện hạnh giữ lời nguyện không giết hại trong quá khứ. Quả thứ tư, thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, có nghĩa là chúng ta tiếp tục tu tập giữ lời thệ nguyện không giết hại. Và từ việc giữ trọn vẹn lời nguyện không giết hại một lần nữa, chúng ta là được hưởng quả của bốn loại hạnh phúc trong các đời sau. Vì nghiệp có tính phát triển, chúng ta có thể hưởng quả thiện này trong hàng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn đời sau nhờ vào việc giữ lời thệ nguyện không giết hại chỉ trong một ngày. Việc làm lành trong chỉ một ngày ở đời này có thể mang lại hạnh phúc trong hàng ngàn đời sau. Trộm cắp. Hành vi bất thiện thứ hai là trộm cắp. Tạo thành nghiệp bất thiện khi được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất kỳ tâm mê lầm nào khác. Và cũng như vậy, hoàn tất hành động trộm cắp sẽ dẫn tới quả báo bị bốn loại đau khổ. Quả báo chín mùi của hành vi này là sẽ tái sinh vào các cảnh giới thấp. Còn loại thứ hai, quả báo tương tự như nhân đã tạo là ngay cả khi được sinh trở lại làm người, chúng ta sẽ phải sống nghèo khổ, không có điều kiện tự nuôi sống. Ngay cả khi có vật sở hữu, chúng ta cũng không thể dùng trọn vẹn, mà phải để cho người khác dùng. Thậm chí, vật sở hữu của chúng ta cũng có thể bị tịch thu hay bị mất cắp. Bị mất tài sản hay bị đánh cắp là quả của nghiệp bất thiện trộm cắp trong quá khứ, các đời quá khứ và ngay cả trong đời này. Quả báo phụ thuộc loại thứ ba là chúng ta sẽ sống trong một nơi xảy ra liên tục các tai ương như hạn hán, lụt lội. Ngay cả mùa màng cũng bị sâu bọ, côn trùng hay súc vật phá hoại. Chúng ta phải nhận biết rằng việc chúng ta bị nghèo khổ, chịu đựng các thảm họa khác nhau có nguồn gốc từ nghiệp trộm cắp bất thiện của chúng ta trong quá khứ. Phương pháp cụ thể để phát triển kinh tế của một đất nước và để cải thiện môi trường là phải thay đổi tâm người dân của đất nước đó. Nhờ vào sự thay đổi hướng tới thái độ hiền thiện, người dân mới có thể làm được những hành động tốt lành, chẳng hạn như bố thí, rộng lượng với người khác và thệ nguyện không trộm cắp. Và chính nhờ vào những hành vi tốt lành này mà họ có thể được giàu sang trong đời này và các đời sau. Chỉ riêng sự thay đổi thái độ này cũng đã cho họ khả năng tạo ra nhân để phát triển kinh tế và làm cho mức sống tốt đẹp hơn. Trừ phi người dân của một đất nước thay đổi thái độ và hành động, bằng không thì các vấn đề bất ổn vẫn tiếp tục. Và điều quan trọng nhất là vì họ đang sống trong một cuộc sống thiếu thốn, kết quả của hành vi trộm cắp bất thiện trong quá khứ, nên họ lại trộm cắp hay làm hại người khác để sinh tồn. Họ tưởng rằng đang tự cứu mình bằng hành vi trộm cắp, nhưng thực ra họ lại tạo thêm nhân cho vấn đề cũ là trộm cắp tiếp diễn. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại thứ tư có nghĩa là khi đã trộm cắp rồi, giờ đây chúng ta lại trộm cắp tiếp. Và khi thực hiện hoàn tất việc trộm cắp,
chúng ta lại phải chịu quả báo với bốn loại khổ nữa. Trừ phi chúng ta chuyển hóa tâm và thực hiện lời thệ nguyện không trộm cắp, bằng không thì tiến trình tạo nghiệp trộm cắp sẽ tiếp tục không ngừng. Như tôi đã giải thích khi đề cập đến việc lập thệ nguyện không giết hại, ở đây cũng vậy. Điều tốt đẹp sẽ khởi sinh một khi chúng ta chuyển đổi thái độ và hành động bằng việc lập lời thệ nguyện không trộm cắp. Và rồi, quả báo chín mùi của việc này là chúng ta sẽ tái sinh ở cõi trời hay cõi người. Quả báo tương tự như nhân đã tạo có nghĩa là chúng ta sẽ được giàu sang. Quả báo phụ thuộc có nghĩa là chúng ta sẽ sinh vào một nơi mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và sẽ không bị thiếu thực phẩm. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta sẽ tiếp tục tu tập giữ lời thệ nguyện không trộm cắp. Tà dâm cũng giống như nghiệp giết hại và trộm cắp. Hành động tà dâm không từ nó hiện hữu mà xuất phát từ tâm. Tà dâm trở thành nghiệp bất thiện, nhân của khổ đau là do nơi tâm. Nó trở nên nghiệp bất thiện nếu bị thúc đẩy bởi động cơ ích kỷ, xuất phát từ tâm vị kỷ, là nguyên nhân kích động sự ham muốn và các tâm phiền não khác nổi lên. Tà dâm do tâm vị kỷ là một hành động bất thiện và chỉ đưa tới những vấn đề rắc rối. Việc hoàn tất hành vi tà dâm cũng sẽ dẫn đến bốn loại khổ đau. Thứ nhất, quả báo chín mùi của hành vi này là chúng ta sẽ sinh vào các cảnh giới thấp và thời gian kéo dài tùy thuộc tính chất nghiêm trọng của hành động tà dâm đó. Rồi khi tái sinh trở lại làm người, chúng ta trải nghiệm loại khổ đau thứ hai. Đó là quả báo tương tự như nhân. Có nghĩa là chúng ta phải chịu sự khổ vì bất hòa trong quan hệ vợ chồng và người bạn đời của ta thường hay bỏ ta để đến với người khác. Quả báo phụ thuộc loại khổ thứ ba của hành vi tà dâm là chúng ta sẽ sống trong những nơi nhơ nhớp bùn lầy. Ở đó có nhiều bệnh nguy hại và còn nhiều thứ khác tương tự. Nếu được sống nơi sạch sẽ, nó cũng khiến chúng ta thỉnh thoảng phải đến những nơi bùn lầy bẩn thỉu. Và rồi chúng ta nên nhớ rằng đó là quả báo phụ thuộc của nghiệp tà dâm. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại khổ thứ bốn có nghĩa là chúng ta có khuynh hướng phạm vào việc tà dâm trở lại vì thói quen quá khứ. Các chủng tử của hành động tà dâm bất thiện trong quá khứ đã lưu lại trong tâm, thúc đẩy ta thực hiện việc tà dâm lần nữa. Và rồi, khi hoàn tất việc tái diễn hành động bất thiện đó, sẽ khiến chúng ta phải tiếp tục chịu quả báo bốn loại khổ đau. Các hành động bất thiện của lời nói, tức khẩu. Nói dối. Nói dối vì động cơ của tâm vị kỷ hay vì các mê lầm khác là một hành vi bất thiện. Và việc hoàn tất hành vi này cũng sẽ đưa tới quả báo bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi là chúng ta sẽ tái sinh trong các cảnh giới thấp. Rồi khi được trở lại làm người, chúng ta phải nhận chịu quả báo tương tự như nhân đã tạo. Tức người khác sẽ nói dối với chúng ta. Cho nên, khi có ai nói dối với chúng ta cần phải nhận ra rằng đó là quả báo của nghiệp bất thiện nói dối mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Quả báo phụ thuộc của hành vi nói dối là chúng ta sinh ra ở một nơi đầy dẫy sự đe dọa, sự lừa gạt, hay một nơi mà chúng ta làm gì cũng không thành công. Nếu là nông dân, mùa màng của chúng ta bị thất thu. Nếu chúng ta kinh doanh nhà hàng hay tiệm buôn lẻ, chúng ta không có khách hàng. Nếu là tài xế taxi, chúng ta không có khách. Các thất bại như thế là quả báo phụ thuộc của nghiệp bất thiện nói dối trong quá khứ. Còn loại thứ tư, quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta sẽ tiếp tục nói dối nữa. Và như vậy, vòng luân hồi đau khổ lại tiếp tục. Nói vu khống. Nói vu khống là một hành vi bất thiện, được thúc đẩy bởi động cơ của tâm vị kỷ. Và một khi hoàn tất, thì hành vi này sẽ có quả báo chịu bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi, loại khổ thứ nhất, là chúng ta sinh vào các cảnh giới thấp. Rồi khi chúng ta chịu quả báo tương tự như nhân, loại thứ hai, có người sẽ vu khống chúng ta, gây chia rẽ giữa chúng ta và những người khác. Chẳng hạn như gây chia rẽ vợ chồng chúng ta, cha mẹ
con cái hay các vị thầy tâm linh, vân vân. Quả báo phụ thuộc loại thứ ba là chúng ta sẽ sinh vào những nơi khó chịu, nơi núi non hiểm trở, thung lũng lồi lõm, có rất nhiều mối đe dọa và nguy hiểm trong cuộc sống ở đó. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại thứ tư là chúng ta lại phạm vào nghiệp nói vu khống. Và khi hoàn tất hành vi nói vu khống, chúng ta lại phải chịu quả báo bốn loại khổ đau. Điều này khiến cho nghiệp nói vu khống tiếp tục không ngừng. Nói lời ác nghiệt. Nói lời ác nghiệt là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hoặc các tâm mê lầm khác. Và mỗi lần hoàn tất việc nói lời ác nghiệt, chúng ta sẽ chịu quả báo bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi là chúng ta bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Rồi khi chúng ta trở lại làm người, chúng ta phải chịu quả báo tương tự như nhân loại hai, có nghĩa là người khác sẽ nói lời ác nghiệt với chúng ta. Khi chúng ta chịu quả báo này, chúng ta cần nhận ra rằng đó là quả của nghiệp trong quá khứ, vì chúng ta đã nói lời ác nghiệt với người khác. Và dù lời nói có vẻ như dịu dàng, nhưng hàm ý ác nghiệt, gây tổn thương cho người đối thoại với ta, thì cũng được xem là lời ác nghiệt. Quả báo phụ thuộc loại 3 của hành vi nói lời ác nghiệt là chúng ta phải sống ở chỗ xấu xí khô cằn, không có nước hay cây cối, nơi đó có nhiều đá hay các bụi cây có gai hoặc cây cối bị cháy xém, và nơi đó luôn bị nguy hiểm, có nhiều tội ác xảy ra. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại 4 có nghĩa là chúng ta bị xui khiến lại phạm vào việc nói lời ác nghiệt với người khác lần nữa. Nói lời vô nghĩa. Nói vô nghĩa là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi động cơ vị kỷ hay các tâm mê lầm khác. Và khi hoàn tất xong hành vi nói vô nghĩa, chúng ta bị quả báo bốn loại khổ đau. Cũng như trên, quả báo chín mùi là chúng ta sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là lời nói của chúng ta chẳng có hiệu lực. Khi chúng ta nói với ai, họ chẳng thèm nghe hay chẳng làm theo lời ta nói. Khi chúng ta nhờ ai giúp đỡ thì chẳng ai nghe và giúp ta. Quả báo phụ thuộc là chúng ta sống ở một nơi mà cây không có trái hoặc trái ra không đúng lúc. Thậm chí có trái, xem bên ngoài tốt tươi nhưng bên trong đầy sâu hay không chín được. Nếu có trồng trọt thì không thể kéo dài thêm nhiều mùa. Nơi chúng ta ở đầy dẫy sự nguy hiểm, sự đe dọa. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tự mình có thói quen nói lời vô nghĩa, lặp lại mãi mãi. Các hành động bất thiện của tâm, tức ý. Tâm tham lam. Hoàn tất hành vi tham lam cũng sẽ đưa đến quả báo khổ đau theo cách như trên. Quả báo chín mùi là chúng ta tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là chúng ta luôn bất mãn, không thấy hài lòng. Chúng ta không có được những vật sở hữu mà ta mong muốn. Ví dụ, khi chúng ta muốn mua một món đồ gì đó, nhưng khi ra siêu thị thì người khác đã mua mất rồi. Hoặc nếu ta tìm cách để thực sự mua được thì nó cũng nhanh chóng hư hỏng. Quả báo phụ thuộc của tâm tham lam là chất lượng và khả năng thu hoạch vụ mùa hay các thứ hưởng thụ khác ở nơi chúng ta sống nhanh chóng sa sút. Mùa màng không gieo trồng được, hay gieo lên thưa thớt và bị sâu bọ hay chim chóc thú hoang phá hoại. Một thí dụ về quả báo phụ thuộc của tâm tham lam là trái cây bên ngoài trông ngon lành nhưng khi ăn vào lại dở. Dù rằng đây có thể là quả của các nghiệp bất thiện khác. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tiếp tục tham lam, không ngừng ham muốn. Ác ý. Ác ý là ý muốn gây hại cho người khác. Quả báo chín mùi của ác ý là tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là người khác sẽ có ác ý đối với ta. Quả báo phụ thuộc là chúng ta phải sống ở nơi có nhiều sự đấu đá tranh giành, có bệnh truyền nhiễm, và nơi có nhiều ma quỷ, rắn độc, bò cạp, sâu bọ hại người. Nếu thỉnh thoảng chúng ta bị như vậy, chúng ta cần nhận ra rằng những sự việc đó sẽ đến cho chúng ta
là do quả của ác ý trong quá khứ đã để lại các chủng tử trong tâm ta. Các chủng tử bất thiện đó đã khiến cho các vấn đề như vậy xảy ra nơi chúng ta ở. Những biểu hiện này đều là sự tạo tác của tâm chúng ta. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tiếp tục có những ác ý đối với người khác, thúc đẩy việc gây nguy hại cho người khác. Tà kiến. Người có tà kiến nghĩa là không công nhận có sự tái sinh, nghiệp báo, tánh không hay bất kỳ sự việc nào khác quả thật hiện hữu. Quả báo chín mùi của tà kiến là tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là chúng ta khó lòng hiểu được Phật Pháp. Bất kể là chánh Pháp có được giảng giải hợp lý đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng khó mà nhận hiểu được dù chỉ một lời. Chúng ta còn hành động không trung thực, che giấu lỗi lầm của mình và lười gạt người khác. Quả báo phụ thuộc của tà kiến là chúng ta sống ở nơi dơ nhớp. Nếu nơi đó trước đây từng có mỏ vàng, mỏ ngọc hay mỏ dầu, thì bây giờ sẽ không còn nữa. Chúng ta còn xem khổ đau là hạnh phúc, dơ nhớp là sạch sẽ, vân vân. Khi ta gặp vấn đề và cần sự giúp đỡ, thì không có ai giúp. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta lại khởi tâm tà kiến. Nếu chúng ta muốn sống khỏe, sống lâu, thì ngay từ bây giờ cho đến mãi mãi các đời sau, chúng ta phải thay đổi tâm, thay đổi hành động bằng cách thực hiện thệ nguyện từ bỏ 10 điều bất thiện. Đây là giải pháp hết sức căn bản. Hạnh phúc hiện tại và ở các đời sau chỉ có khi chúng ta từ bỏ được 10 điều bất thiện này. Đức Phật dạy rằng, chính ta là người dẫn đường hoặc kẻ thù của chính mình. Khi ta tạo nghiệp tốt, nhân của hạnh phúc, thì ta là người dẫn đường cho chính mình. Nhưng nếu chúng ta tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn thông qua việc khởi lên các suy nghĩ bất thiện, thì chúng ta là kẻ thù của chính ta. Vì chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình, nên chúng ta có sự tự do không thể lường hết được. Với rất nhiều tự do như vậy, để làm cho cuộc đời mình tốt hơn, nên chúng ta có đầy đủ mọi hy vọng. Khi hiểu biết được các lời dạy của Đức Phật về nghiệp quả, chúng ta sẽ biết được nhân của hạnh phúc và cách thức tạo ra các nhân đó. Chúng ta cũng biết được nhân của khổ đau và cách thức loại trừ các nhân đó. Chúng ta có sự tự do về tâm ý, vì nếu muốn hạnh phúc thì chúng ta có thể tạo ra nhân để đạt được hạnh phúc. Nếu muốn chấm dứt khổ đau thì chúng ta có thể loại trừ hết hay giảm bớt nhân của khổ đau. Càng hiểu biết về nghiệp quả nhiều hơn, chúng ta càng có nhiều tự do tâm ý nhiều hơn. Hiểu biết về nghiệp không phải là giam hãm, bỏ tù mình. Thay vào đó, chúng ta giải phóng mình khỏi nhà tù khổ đau, nhà tù của mê lầm. Sự hiểu biết về nghiệp quả sẽ cho chúng ta chiếc chìa khóa để mở cửa thoát khỏi nhà tù và những cảm xúc tiêu cực mà lâu nay chúng ta bị giam chặt trong đó. Triết lý cơ bản của Đức Phật là: chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hoặc khổ đau cho chính bản thân, và không có ai khác là người tạo tác cả. Mọi việc mà chúng ta làm, kể cả việc đang đọc quyển sách này, đều là quyết định của chính ta, không hề được quyết định bởi bất cứ ai khác. Mọi sự việc mà chúng ta trải nghiệm trong từng giây phút của từng ngày qua đều là sản phẩm tạo tác của chính tâm thức ta.